Chiến công diệt hổ tinh của vua Lạc Long Quân, phần 1. Thành Thăng Long xưa hiệu là Long Biên, hồi thượng cổ không có người ở. Vua Thái Tổ nhờ Lý chèo thuyền ở bến sông Nhĩ Hà, có hai con rồng dẫn thuyền đi, cho nên đặt tên là Thăng Long, rồi đóng đô ở đấy. Ngày nay tức là thành Kinh Hòa vậy. Xưa ở phía tây thành có hòn núi đá nhỏ, phía đông cuối lên sông Lô Giang. Trong hang dưới chân núi có con cáo trắng chín đuôi sống hơn ngàn năm, có thể hóa thành yêu quái, thành người hoặc thành quỷ đi khắp nhân gian. Thời đó dưới chân núi Tản Viên, người Mán trồng gỗ kết đỏ làm nhà. Trên núi có vị thần rất linh thiêng, người Mán thường thờ phụng. Thần dạy người Mán trồng lúa, dệt vải làm áo trắng mà mặc, cho nên gọi là Bạch Y Man, tức Mán áo trắng.